hôm qua hả, má khoai tây làm hư cái bếp, cho nên thành ra là ba khoai tây phải mua cái bếp mới nha. Cái bếp đó cũ rồi, tại vì cái bếp hư á là cái bếp cũ khi mà thuê nhà là nó có rồi. Đấy, cho nên thành ra là khi mà hư thì phải mua cái bếp mới nè, tại nó cũ quá đâu có sửa được. Mà cái bếp đó là của chủ nhà. Đây là cái bếp ba khoai tây mua 170 ơ nè. Giờ mở ra thử. Đây khoai tây đen hả, cô Vũ ba nè. Nhà đã nhỏ rồi mà hả, cái gì cũng phải mua hết, cho nên thành ra là nó càng nhỏ. Mà ba khoai tây nói hả là cái dự án này á, ba khoai tây cố làm thêm hả 3-4 năm nữa rồi xong chuyển đi chỗ khác, chứ còn bây giờ chuyển á, thì đồ đạc linh tinh tùm lum, cho nên là cũng làm biến chuyển nhà. Cho nên là mặc dù cái nhà nhỏ xí nhưng mà cũng ráng ở cho nó hết cái dự án này xem sao. Tại vì ba khoai tây nó cũng không biết là cái dự án này nó kéo dài bao lâu nữa. Ủa, tức là maximum là 4 năm, nhưng mà cũng không biết là thử làm dự án khác hay là tiếp tục. Ôi trời, nói chung công việc ba khoai tây tùm lum hết. Đây cái lò cũng bự. Ba khoai tây nói cái lò này là nấu nhanh hơn cái lò cũ. Cái lò cũ là công nghệ cũ ơi là cũ, từ cái đời não đời nào rồi. Ai chô, bây giờ kiếp mì cha. Ba khoai tây đưa cái tờ này lên bởi vì tiếng Việt. Ui ngái, cha, sản phẩm của Đức mà có tiếng Việt là chứng tỏ là người Việt Nam ở bên này nhiều, họ sử dụng cái nồi này nhiều ha, cho nên là có thêm tiếng Việt nữa nè. Và thông tin quan trọng khách hàng, để coi thử sao. Chúng tôi khuyến nghị quy trình đun nấu khi chuẩn bị số lượng thức ăn ở chế độ nhiệt độ, làm tan chảy, hâm nóng, giữ ấm một lượng nhỏ sô cô la, bơ chất lỏng, bắt đầu quá trình nấu ở chế độ mức công suất, chọn mức công suất thấp, sau một thời gian ngắn khoảng 3 đến 4 phút tùy thuộc vào nồi nấu và đồ bên trong, bạn có thể chuyển sang chế độ mức nhiệt độ để cài đặt nhiệt độ mong muốn, làm nóng hoặc đun sôi lượng nhỏ dầu, mỡ rán, nước, thực phẩm. Bắt đầu quá trình nấu ở chế độ mức công suất chọn mức công suất trung bình, sau một thời gian ngắn khoảng 3 đến 4 phút tùy thuộc vào nồi nấu và đồ bên trong, bạn có thể chuyển sang chế độ mức nhiệt độ để chọn cài đặt nhiệt độ mong muốn. Ngoài ra, hãy quan sát các lưu ý an toàn trong sách hướng dẫn đính kèm. Không bao giờ để thiết bị không được theo dõi khi đun nấu. Ủa, cái này là văn bình thường hả? Phải không, văn tiếng Việt ha? Này, ngon ha. Có cả tiếng Việt luôn. Ai cái bếp ba khoai tây mua về có cả hướng dẫn tiếng Việt luôn nè. Instruction out in Vietnamese is order. Coi thử cái cuốn sách hướng dẫn có tiếng Việt không? No, in Deutsch, English, Französisch. À, có tiếng Đức, tiếng Anh với lại tiếng Pháp thôi. À. Chà. Was ist das? Die Deutsche. Ja. Zweimal dann. Auf Deutsch. Kannst du mir das geben?
Das ist das Gleiche. Exakt das Gleiche. Absolut das Gleiche. Und warum gibt's weiße Blätter? Weiß ich nicht. Nè, tự nhiên cái đưa hai cái tờ giấy mà hai tờ giấy này nội dung y chang nhau. Tại vì một bên là tiếng Đức, một bên là tiếng Việt. Tay chỉ thử coi cái lò nó có hoạt động với lại cái mấy cái nồi cũ này không, nếu không thì phải mua toàn bộ nồi mới. Die andere Seite da? Nein, aber ja. Nee. 13. Ich hatte für einen fürs Ganze. Ja. Nói lộn. Ê vậy nói về bên khác không khỏi ta. Ở đây. Đây. Temperatur da da? Cái này là chắc là chế độ chống trào á.